Thầy chào các em học sinh. Chúng ta bắt đầu vào bài học nha. Hôm nay chúng ta vào tuần 2 ở tiết thứ 3 thứ 4. Bài thứ 2. Bài thể dục phát triển chung. Ở phần 1 là mã phần mở đầu. Nhận lớp. Phổ biến nội dung tiết học. Nội dung tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài thể dục phát triển chung của nam và nữ. Và chúng ta sẽ học từ nhịp 1 đến nhịp 7. Ở phần khởi động, trước khi thực hiện bài thể dục thì chúng ta sẽ khởi động bằng cách xoay các khớp, xoay cổ, xoay vai, khuỷu tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, đánh tay cao thấp, tay ngực, tay này chạm chân kia, gập duỗi và động tác ép dọc, ép ngang. Trước khi thực hiện các bài thể dục hoặc các động tác hoặc là các em chơi thể thao một môn nào đó thì trước khi chơi các em nên khởi động để cho làm cơ thể mình nóng lên. Ở phần thứ hai là mã phần cơ bản. Bài thể dục phát triển chung chúng ta sẽ thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 7 của nam và nữ. Sẽ đi vào bài của nam trước. Đầu tiên ở tư thế chuẩn bị, nhịp 1, hai tay đưa ra trước, song song lòng bàn tay sắp, mắt nhìn theo tay. Các em nhớ quan sát hình ảnh. Nhịp 2, hai tay đưa sang ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 3, hai tay chết lên cao hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay. Ở nhịp 4, các em bước chân trái chết 45 độ ra trước, khuỵu gối, hai tay chết lên cao, tay phải chết xuống thấp. Ở nhịp 5, lúc này trọng tâm các em dồn chân phải, khuỵu gối, gập thân, tay trái chạm mũi chân trái, tay phải chết lên cao. Các em xem hình số 5. Ở nhịp 6, chúng ta trở về như nhịp 4. Chúng ta quan sát hình ảnh. Ở nhịp 7, thu chân trái về như nhịp 3, đồng thời hai chân khiển gót. Chúng ta mới vừa thực hiện xong bài thể dục 7 nhịp của nam. Chúng ta sẽ xem lại 7 nhịp. Đây là 7 nhịp của nam mới vừa thực hiện. Và chúng ta sẽ xem một đoạn clip thực hiện bài thể dục 7 nhịp. Kinh nghiệm của ta, một thanh niên ta góp tài ba, dân tình bơi mạnh trong năm giới, còn lần xây hưng chung nước Nam, què vì nước chi kỷ cương tiền, giống là ông vì hùng vô biên, trong quân bị ngàn chục dân ta ta gọi thuộc Việt Nam thanh niên anh dũng muôn đời. Ta mới vừa hoàn thành xem cái clip 7 nhịp của nam. Chúng ta sẽ qua 7 nhịp của nữ. Đầu tiên, ở tư thế chuẩn bị, nhịp 1, đưa tay trái sang ngang, lòng bàn tay sắp, tay phải ra trước lên cao, lòng bàn tay hướng vào, mắt nhìn theo tay trái. Các em quan sát hình ảnh. Nhịp 2, tay phải vòng qua trái xuống dưới, sang ngang, thành hai tay giang ngang, lòng bàn tay sắp, mắt nhìn theo tay trái. Nhịp 3, xoay cổ tay thành hai bàn tay ngửa, hai tay chết lên cao hình chữ V, mắt nhìn theo tay, hai chân khiển gót,
cái quan sát hình số 3. Nhịp 4, xoay cổ tay từ trên cao, đưa hai tay xuống, sau đó sang ngang, lòng bàn tay sắp. Dồn trọng tâm vào chân phải, nâng chân trái sang ngang lên cao. Cái quan sát hình số 4. Nhịp 5, lúc này đưa chân trái chạm đất, rộng hơn vai, khuỷu gối, hai tay đưa ra trước song song, lòng bàn tay sắp, chân phải duỗi thẳng. Theo quan sát hình số 5. Ở nhịp 6, các em đẩy nhẹ chân trái về như hình như nhịp 4. Và nhịp 7, các em thu chân trái về như nhịp 3, hai chân khiển gót. Quan sát hình số 7. Đó là 7 nhịp của nữ. Chúng ta xem lại hình ảnh 7 nhịp. Rồi chúng ta sẽ xem một đoạn clip bài thể dục 7 nhịp của nữ. Mới hoàn thành xong 7 nhịp của nữ. Hôm nay chúng ta cũng hoàn tất 7 nhịp của nam và nữ. Ở phần kết thúc, các em nhớ sau khi thực hiện xong 7 động tác thì các em nhớ thả lỏng và hồi tỉnh. Ở nhà, các em nhớ học thuộc 7 nhịp của bài thể dục. Tuần sau khi lên tiết thì thầy sẽ mời một hoặc hai bạn lên để thực hiện lại cho cả lớp quan sát. Phần bài học đã kết thúc. Thầy chúc các em học sinh nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các em ở tiết sau. Chào tạm biệt các em.